Cùng câu nha bạn. Lấy con cây này nó nu hết biết luôn nè các bạn. Nu như cái dày cành trái luôn nè. Nu này đẹp lắm. Đó. Kinh đâu. Đó. Này đẹp lắm nha các bạn. Cái này đế nó cũng đẹp nữa, đế nó cũng được chứ không gọi là xuất sắc đâu. Mà cái cây này nó nu hộp, đẹp ghê luôn. Đeo như chùm nho vậy. Hai cái thân nó dặn nhìn cũng đẹp đó. Cái này rất mốc lấy mặt tiền, mình tính lấy mặt tiền bên đây nè các bạn. Tiền bên đây. Đây. Quên, mình tính lấy mặt tiền bên đây nè các bạn. Đây cái mặt nó nu quá trời nu. Đo lên nè. Anh lấy được cái này nu ghê gớm luôn. Ê, mặt tiền bên đây cũng được nữa nè các bạn. Mặt tiền bên đây cái thân nó dặn nhìn nó đẹp hơn ạ. Đúng rồi, mặt tiền bên đây đẹp hơn các bạn ơi. Đúng rồi. Tại qua nhiều khi mình dòm không kỹ. Mặt tiền bên đây thì lấy được cái co này. Mặt tiền bên đây lấy được hai cái co luôn. Co này với cái co của cây này. Mặt tiền bên đây nè các bạn. Thì suy nghĩ của mình thôi nha. Mặt này nhìn cái đế nó nhìn nó đẹp hơn. Đục ngược rồi, lấy cục nu ngược rồi. Chọn lại cục nu này nè, lấy lại cái này, lấy lại cái ngọn. Cắt lại cục nu này nha các bạn. Rồi mình chọn ngược rồi, qua mình sẽ lấy mặt tiền bên đây nên mình đục cục nu này. Chọn lại cục nu này nha các bạn. Nếu mà lấy mặt tiền đây á, mình chọn lại cục nu này. À, mình lấy hơi ngược, qua mình cứ lấy mặt tiền bên đây nè. Về suy nghĩ thêm các bạn ơi. Chiều cao nó 45. Cục này 32. Cây này là nu khỏi chê luôn. Nu kinh điển luôn. Này nu nhiều á. So với tần sức nu gò công là cây này là mình đánh giá là cây nu nhiều nha các bạn. Và sau này nó nu ghê luôn. Cây này là sau này là nu khỏi phản luôn á. Cái chỗ này là nu như cái dừa cầm trái nè. Cây hai cây nu như nhau luôn. Như là hai thân nó dặn đẹp, cây này nó đẹp nè. Cây này là chỉ chơi cục nu thôi. Nhìn nó đẹp. Nu công nha các bạn. Cái này hai thân nhìn nó có duyên. Để cái thân này nó dặn nó lượn theo này. Hai thân nhìn đẹp. Người công bạn. Lâu lắm mình mới bứng được. Lâu lắm mình mới mua được cây có nu nhiều vậy nè. Tại cái cây có nu nhiều ít xuất hiện lắm. Thường là nó nu tầm trung, nó nu được à. Hoặc là nu mặt khỉ thì nó sẽ nu thưa. Nó thưa nu. Nu khỉ thì nu bự hơn thưa nu. Lô này là mình bứng được một số cây, có một số cây nu. Cây này là gần như là nu nhiều nhất trong cái lô mình hôm qua mình đi lựa đó. Cây này là mình thấy là đánh giá là nu nhiều nhất trong cái lô đó. Tâm cây lựa được con cây nữa nè. Nụ công nha các bạn.